Vâng, xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh 5 Tép. Hôm nay cửa hàng em xin giới thiệu với các bác một lô loa đến từ thương hiệu Lắc, loa bass 25 và 4 chất. Thì lô hàng này thì cửa hàng em cũng đã về một thời gian nó khá là lâu rồi. Tuy nhiên là để làm một cái video chính thức đang giới thiệu cho tất cả các bác về trong và ngoại thất thì bên cửa hàng em chưa làm. Thì hôm nay nhân diện là cửa hàng em sẽ làm review lại cái dòng loa này cho tất cả các bác. Thì loa này thì hôm trước về có một số đôi bị ngâm nước và nó nở thì bên em cũng đã bán thanh lý, và hiện nay là còn lại một số đôi đang còn zin và rất là đẹp, thì chính thức là lên sóng để chào bán cho tất cả các bác. Thì loa này là loa bass 25 và 4 chéo các bác nhé. Thì về cái dòng loa này thì bác nào đã mua những cái dòng loa mà đã bị hư nước lần trước ấy thì các bác cũng đã biết rồi. Đây là loa này phải nói là chất âm của nó cực kỳ là hay luôn. Về hình dáng, về nội thất của nó đang còn rất chi là đẹp, về đẹp từ trong ra ngoài. Đấy. Thì nó có hai màu, một loại là màu đỏ và một loại là màu trắng. Đấy, như hình các bác nhá. Bác nào lấy loại nào thì liên hệ cửa hàng em. Thì giá của lô loa này thì ngày trước bên em đã công khai giá của nó là 3 triệu 500 ngàn đồng một đôi, giá tại cửa hàng và chưa có bao ship. Thì dạo này là cũng còn có một số đôi nữa thì bên em cũng sẽ giảm giá cho các bác. Đây thì em sẽ để cho các bác chỉ giá là 3 triệu 300 ngàn đồng. Đấy, giảm cho các bác 200 ngàn đồng so với lại đợt trước các bác nhé. Thì hàng vẫn là bao zin, bao xịn và bao đẹp cho tất cả các bác. Đấy, những cái đôi xấu thì bên em cũng đã bán thanh lý rồi. Cho nên mà đây sẽ không còn là những cái đôi loa xấu nữa, toàn bộ đây là loa đẹp hết các bác nhé. Thì bác nào mà muốn những cái dòng loa mà nó rẻ hơn một chút nữa thì các bác có thể là lật tham khảo cái dòng loa phía sau này. Đây cái dòng loa này thì hôm qua bên em cũng đã làm cái video về cái dòng loa này rồi nhá. Thì loa này bên em đang bán là 2 triệu 600 ngàn đồng và cũng còn có 4 đôi 5 đôi nữa, thì bác nào lấy thì liên hệ cửa hàng em nhé. 2 triệu 600 ngàn đồng, đây là loa Avin đấy. Do nó bị mất cái tem ở đây cho nên mà các bác nhìn không thấy thương hiệu, chứ còn đây là loa Avin. Dòng loa này là hai kép và 500 của nó là 500 kép cơn 51. Thì các bác có thể xem cái dòng loa, tham khảo cái dòng loa này bằng cách là click lên cái đường link ở phía trên đấy nhá. Trên đầu ấy, đây ngay chỗ đây, ở đây các bác nhá, chỗ đầu ngón tay em đây. Đấy là có một cái đường link ngay đó. Hoặc là các bác xuống cái phần miêu tả của video này, các bác xem cái dòng loa này. Thì loa này là 2 triệu 6. Đấy, 2 triệu 6 thôi. Mà loa rất chi là hay. Và nó là cực kỳ là hay luôn. Đấy, nó có một cái nhược điểm là nó mất cái tem này. Tuy nhiên là cái tem này thì bên em cũng đã nói rằng là sẽ có một cái tem khác để gắn vào đây cho các bác để cho nó hợp, chứ không phải để trống như thế này. Đấy các bác nhá, sẽ có tem khác cho các bác, tem đẹp luôn đấy, tem xịn nhưng không phải là tem đều nhá. Đấy, chỉ là 2 triệu 6 thôi nhá. Thì trở lại cái lô hàng này thì là giá của nó là 3 triệu 300 ngàn đồng. Nó dòng này nó thì tất nhiên là về giá tiền hơn thì nó sẽ phải chất lượng hơn rồi. Thì chúng ta đi xem cái nội thất của nó nhá. Về thiết kế của nó thì các bác cứ xem này. Đấy, thùng thùng rắn để ý rất chi là đẹp. Ê căng là dạng lưới. Cái chữ Lắc nằm ngay ở giữa đây. Đấy, ê căng nó có một cái điểm gạch đỏ ngay ở giữa rất chi là đẹp. 4 chéo. Nội thất của nó đây các bác nhá. Đây thì đây tép của nó đây. Đấy, nó còn rất chi là đẹp. Nói chung là dòng loa này rất đẹp các bác. Nội thất có thể miễn miều luôn. Đấy các bác nhìn này, từ cái bát loa của nó đang còn rất chi là mới, mới cống cạnh luôn đấy. Đấy, từ cái keo cổ, keo nón này, này gân của nó này, gân này chưa hề một dấu hiệu của sự lão hóa hay là sự ấy nhá. Đấy, đang còn rất chi là đẹp các bác này, gân nào mới tinh luôn. Đấy, chúng ta thấy này, từ cả cái viền viền gân của nó này rất chi đẹp. Bát rất sâu. Đấy, bát sâu. Đấy, bát này là bát giấy các bác nhé, bát giấy, bát rất sâu. Dòng này thì bát tim bát cực hay luôn. Đấy, các bác chỉ cần nhún nhún cái dòng loa này các bác biết này. Đấy, sự đàn hồi rất chi là tốt, gân này là gân rất chi là đàn hồi tốt thì tiếng bát của nó phải hay rồi. Đấy, bây giờ em sẽ đặt cho các bác xem cái phần nội thất của nó nhé. Vâng, đây là cái bát loa mà em đã tháo ra. Thì trên bát loa đây là 500 kép các bác nhé. Đấy, 500 kép này. Lắc kép 310 300 bot. Loa này là loa 4 ohm các bác nhé. Đấy, 300 bot là 4 ohm. Đây 500. Đây các bác để ý này, cái kinh nghiệm bên em cũng rất hay chia sẻ cho các bác là cái dòng loa mà bát xịn ấy, từ xịn của nó này. Thứ nhất là độ bóng của nó không bị đen xịn mà nó có một cái dạng đen là đen bóng. Đấy, chúng ta thấy ở đây nó có hình gạch gạch đặc trưng của cái nhát cắt. Tuy nhiên ở đây là không phải là nhìn thì hình như thế, nhưng mà ở đây là rất mịn, không có cái sự gờ ở đây các bác nhé. Nên chúng ta sờ cái năm chân này nó không có hề có một cái gờ hoặc là một cái gì gọi là bị cấn này. Này, này cái tay em cạo này các bác này, mịn luôn, không hề có chữ sần sần đây.
Đấy, cái hình nó là như thế này. Thì các bác để ý rằng những cái dòng loa mà xịn giống như B&B đấy, nó cũng là đang nằm trong cái kiểu như thế này. Đấy, phải nằm trong cái kiểu hình hình răng cưa như thế này. Đấy, là mới là nằm trong xịn các bác nhé. Và một đặc điểm nữa của nằm trong của nó là không bị đen. Nó đen xịn nên thì là không xịn. Đấy các bác nhé. Đen mà đen nó phải bóng như thế này, nó có dạng là đen bóng. Nó bóng như thế này và thứ hai nó là không bị mẻ. Nằm chân mà dễ mẻ là nằm trong kém. Các bác hiểu không? Nằm chân để ý là những cái nằm chân mà nó bị mẻ. Tháo ra mà cứ đụng đụng là nó mẻ 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 gai góc này thì là đó là những cái dòng loa mà 500 nó kém. Đây bát của nó rất chi là đẹp quá nhá. Đây côn này là côn để em xem nào, côn 51 các bác nhá. Đây côn của nó, đây nhện còn nét nhện là màu vải trầu đấy, rất chi là đẹp. Nói chung là loa làm rất mới các bạn, cực kỳ là mới luôn. Đây rất chi là đẹp. Về phía trong nội thất của nó thì đây em xem này, từ cái dây điện của nó cũng là bọc do tiêu âm giống như kiểu B3 ấy. Đấy, B3. Đây phần tần của nó đây, phần tần bóng đèn bác nhé. Đây có bóng đèn này. Đây, riêng mình cái bóng đèn này các bác đi mua ở ngoài mà bóng tốt còn đã hơn 100.000 cái bóng này nhá. Đấy đó là kinh nghiệm. Đấy, hôm trước bên em đã có một cái lồi loa mà nó bị đứt cái bóng này, không phải đứt mà nó bị vỡ cái bóng này. Đi mua mình cái bóng này mà bóng tốt là hơn 100.000. Cái bóng này là không phải là cái bóng bình thường, cái bóng này giúp nó bảo vệ cái loa tép này khi mà có chập cháy xảy ra nhé. Khi mà có chập và quá công suất thì cái bóng này nó sẽ sáng để nó xả công suất ra đây. Đấy, giúp bảo vệ tép không bị cháy tép. Đấy. Những cái mà dòng phân tần nó có bóng đèn này là luôn luôn là dòng đắt, đặc trưng giống như là của loa bồ cũng thế. Loa bồ nó cũng có cái bóng đèn như thế này. Các bác nhá. Đấy. Bình thường cái bóng này là không sáng đâu, tuy nhiên là khi mà đã chập cháy nó sẽ sáng. Đấy, bố tép. Con này đây xem nào. Đấy. Con loa này là loa 3 đường tiếng các bác nhá. Tức là có cả tép cả chung, hai cái đóng vai chung là lấy chung và hai cái là vai trò là tép các bác nhá. Không phải là tép cả đâu. Đây chúng ta nhìn được cái phân tần này này. Đây là VF này là tép này, hai cái này là tép này. Đấy, hai này tép này. Đây. Đấy. Còn cái này là min này. Này min này, VT2 này, đấy, VT2 này, min này. Tức là có cả chung cả tép các bác nhá. Đấy. Loa này loa 3 đường tiếng. 3 đường tiếng này cái đảm bảo của chúng ta là nghe nhạc nó sẽ hay hơn. Nó sẽ có sự phân cấp. Đây, cái thùng của nó đằng trong nó còn mới tính gọi là mới kính cong luôn đấy. Rất chi là đẹp. Đấy. Thì xin nhắc lại cái giá bán của nó là 3 triệu 300 ngàn đồng các bác nhá. 3 triệu 300 ngàn đồng. Xin cảm ơn tất cả các bác. Và bác nào muốn mua dòng loa rẻ hơn thì các bác có thể tham khảo cái mẫu Avin phía trong nhé. Xin cảm ơn tất cả các bác.